Gia đình không phải là chiến trường, không cần dương cờ gào thét, luận phân thắng bại. Gia đình không phải là bàn cờ, các bên không cần phải thận trọng, đề phòng. Gia đình là một bến cảng êm đềm và dịu dàng, dù bạn có ở phương nào cũng luôn kiên định chờ đợi bạn trở về. Gia đình là nơi tồn tại của sự an tâm, cho dù bạn có mệt mỏi nhiều đến đâu, gia đình vẫn mỉm cười giúp bạn xua tan mệt mỏi. Gia đình là tài sản chung của vợ và chồng, là nơi cả hai cùng trải qua mọi cảm xúc, là cái nôi đầy ắp tình thương mến mà cả hai cùng đang nên. Ngôi nhà không phải là gia đình, biệt thự cũng không phải là gia đình. Gia đình thực sự là nơi có người bạn đời mình yêu nhất, có những đứa con đáng yêu, cả nhà chung sống với nhau vui vẻ hạnh phúc. Nhà có to thế nào, không có bạn đời, không có con cái, nhà cũng chỉ là một căn nhà trống rỗng mà thôi. Một gia đình chuẩn mực luôn có những người bạn đời, những đứa trẻ, có cha mẹ, ở đó, cuộc sống trôi qua, dù rất đơn giản, mọi người cùng nhau sống, làm việc, học tập, quây quần bên mâm cơm thanh đạm, nhưng chỉ cần mỗi ngày đều nhìn thấy người nhà cười vui, mỗi ngày nghe được những lời ấm áp, vậy đã là hạnh phúc. Gia đình là nơi nói chuyện bằng tình yêu thương, không phải là nơi nói chuyện lý lẽ. Gia đình là nơi chúng ta có thể thả lỏng mình, không phải là nơi có thể cãi vã. Gia đình là nơi chốn ấm áp để chúng ta trở về, không phải là nơi để chúng ta gây rối. Gia đình là nơi chúng ta gửi gắm tình cảm, không phải là nơi có thể gian dối, lừa gạt. Gia đình cần phải có sự quan tâm, ấm áp, không phải là nơi để chúng ta phô ra những nét mặt lạnh lùng. Gia đình cần phải có sự bầu bạn đồng hành, chứ không phải là nơi người thân ly tán. Oanh liệt lẫy lừng chỉ là sự hào nhoáng trước lúc hạ màn, cứ bình yên, êm đềm, đó mới là hạnh phúc. Gia đình không nhất định phải có nhà lầu xe sang, chỉ cần người trong nhà luôn sống khỏe mạnh, không nhất định phải đại phú đại quý, chỉ cần người thân luôn sống thật bình an, đó chính là sự hạnh phúc giàu có nhất trong cuộc đời. Các bạn nhớ ấn like và share để ủng hộ kênh Đức Linh Media nhé.